Nhưng ngày hôm nay thì điều đó đã không xảy ra. Vẫn còn. Chávez. Mười cầu thủ của U23 Australia đang ở bên phần sân của U23 Việt Nam. McGree. Souza. Gusbach. Đường chuyền đã sửa lưng đồng đội của Gusbach. Nhìn bóng vẫn trong chân của cầu thủ áo vàng, đây là McGree. Sự áp sát rất nhanh từ phía cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Việt Nam. Pha áp sát vừa rồi đã khiến cho đội trưởng Ma Úc của Australia đang bị đau. Chávez. De Silva. De Silva là cầu thủ được bình chọn là xuất sắc nhất của giải vô địch quốc gia Australia trong tháng 11 vừa qua. Anh đang đầu quân cho câu lạc bộ Southern Coast Mariners của giải vô địch quốc gia Australia Hyundai A-League. McGree. Chávez. U23 Australia đang di chuyển liên tục và bây giờ với một Dani Da Silva rất khéo léo và có khả năng quan sát ở phía trên thì họ đang dồn bóng cho cầu thủ này. Phản công dành cho U23 Việt Nam. Công Phước. Công Phước. Đường chuyền hợp lý. Quang Hải. Quang Hải. Dứt điểm. Quả phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Đó là những tình huống xử lý cần thiết. Sự thay đổi người bên phía U23 Việt Nam chuẩn bị được thực hiện. Phan Văn Đức, tiền vệ mang áo số 14 sẽ được vào sân thi đấu ở trong những phút sắp tới. Và anh sẽ thay thế cho Công Phượng. Một trận đấu mà Công Phượng cũng đã chơi rất tốt, với nhiều lần khuấy đảo hàng phòng ngự của U23 Australia. Một động thái sẽ tăng cường cho khả năng tranh chấp và giữ nhiệt tốt hơn ở khu vực giữa sân của U23 Việt Nam khi mà trong những phút vừa rồi đối phương gia tăng sức ép rất mạnh mẽ về phía khung thành của chúng ta với việc bổ sung Dani Da Silva ở khu vực giữa sân. Trước khi trận đấu này diễn ra, Công Phượng tỏ ra khá tự tin với cái duyên của anh ghi bàn vào lưới của bóng đá Australia, nhưng ngày hôm nay thì điều đó đã không xảy ra. Vẫn còn. Lưới U23 Hàn Quốc và U23 Australia, những đội bóng đến từ những nền bóng đá hàng đầu của khu vực châu Á. Anh Khắc Cường ạ, tôi vẫn luôn
lo sợ nói trước bước không qua. Trước khi trận đấu diễn ra tôi đã định nói rằng là ở phía trước nữa. Và đây là lúc mà U23 Australia sẽ còn tấn công mạnh mẽ hơn và gây sức ép nhiều hơn đối với khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Popovic đã vào sân để thay Chamness. Đã có một khí thế thi đấu tuyệt vời và rất tưng bừng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, thể hiện trong hàng loạt những pha hãm thành, hàng loạt những tình huống sút bóng để rồi dẫn đến cú sút cuối cùng là của Quang Hải. Vâng, anh Khắc Cường ạ, không biết anh có để ý hay không, với việc tung Popovic vào sân thì huấn luyện viên Arthur Milicic đã sử dụng tới 6 cầu thủ trong tổng số 8 cầu thủ từ châu Âu trở về khoác áo đội tuyển U23 Australia để đối đầu với U23 Việt Nam trong trận này. Nhưng hiện tại thì đội bóng của ông Milicic đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-1. Marcus pha bóng của Quang Hải cũng cho thấy là cho đến thời điểm cuối trận thì các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn duy trì được thể lực tốt bằng việc liên tục là những pha băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Tiến Dũng rất tốt. Hoan hô Tiến Dũng với những tình huống xử lý như vừa rồi để càng giúp cho các đồng đội thi đấu xung quanh anh có được sự tự tin cao hơn. Vâng, trận đấu trước thì Tiến Dũng đã được chấm điểm với khung điểm là 8,5 điểm trên 10 điểm tối đa. Và ngày hôm nay không biết là khung điểm dành cho thủ môn này sẽ là như thế nào đây, khi mà anh rất chắc chắn trong các tình huống bóng bổng. Những tình huống anh tự tin và khả năng bắt dính sẽ là những tình huống bắt bóng này. Còn những tình huống không an toàn, anh lựa chọn giải pháp đâm bóng. Và chúng ta lại được chứng kiến màn ăn mừng quen thuộc của huấn luyện Park Hang-seo, giống như những gì ông đã thể hiện trong trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan tại giải M150 Cup, trận đấu tranh hạng 3. Một hành động mang đến một cảm giác là huấn luyện viên Park Hang-seo như trẻ lại với cú sút của Quang Hải. Rất tập trung và bình tĩnh, không bị quấn vào lối đá của đối thủ. Một sự tập trung như vậy chúng ta đã duy trì được trong suốt 75 phút đã qua. Và nhưng 15 phút cuối trận sẽ là quãng thời gian với vô vàn thử thách. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi cần thiết của Đức Huy. Đức Huy thực sự là một cỗ máy quét quan trọng ở tuyến giữa để cho người đá tiền vệ trung tâm với anh, đó là Lương Xuân Trường, có thể tập trung nhiều hơn cho sự sáng tạo của mình trong các tình huống kiến tạo cho đồng đội ở phía trên. Đúng là Đức Huy vẫn đang là một mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự tuyến 2 của U23 Việt Nam. Nguyệt! Nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn đang cực kỳ chắc chắn. Một cú đánh đầu tước bóng khá nguy hiểm, gần giống như tình huống mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã có được bàn thắng thứ hai. Đây là Phan Văn Đức. Văn Toàn. Văn Toàn đã không vượt qua được trung vệ rất to cao của đối phương, đó là trung vệ áo số 21 Tông Dịch. Màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam đang thực sự mang tới rất nhiều cảm xúc trên sân vận động Cô Sơn. Đương nhiên là những cổ động viên của chúng ta đang đông hơn so với các cổ động viên của Australia. Nhưng phải nói rằng đây chính là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò thực sự là biết mình, biết người. Đấu pháp phòng ngự phản công rất khoa học và đã được các học trò của Park Hang-seo triển khai một cách chắc chắn ở trên sân và đã hiệu quả trong các tình huống phản công.
Ở trong hiệp 2 này thì bóng liên tục được đưa sang bên phía cánh phải của đội tuyển U23 Australia. Cho dù kết quả cuối cùng của trận đấu này có là thế nào đi chăng nữa, anh Khắc Cường ạ, thì chắc chắn rằng U23 Việt Nam sẽ lại khiến cho làng báo của khu vực châu Á. Thực sự ấn tượng rất nhiều sau lượt trận thứ hai này. Đây là phút thứ 79 rồi. Chúng ta vẫn đang dẫn trước đối thủ rất mạnh của bảng đấu U23 Australia với tỷ số 1-0. Và đây là tình huống mà Buhaja đã có pha chơi rất xấu vào bóng bằng gầm giày đối với Đoàn Văn Hậu. Một pha phạm lỗi xứng đáng phải nhận thẻ của tiền vệ báo số 7 bên phía U23 Australia. Đang có nhiều cơ hội để vượt qua và đấu bảng, ghi tên mình vào vòng tứ kết của vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018 này.